chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đợt mưa nhiều ngày ở Bắc Bộ chưa có dấu hiệu chấm dứt khi mà hôm nay khối không khí lạnh từ phía Bắc đã được tăng cường xuống nước ta và tiếp tục duy trì mưa vừa mưa to cho nhiều nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Do khối không khí lạnh lần này di chuyển xuống nhưng lại lệch đông, bổ sung nguồn ẩm dồi dào từ trường gió đông đến đông nam từ biển thổi vào, khiến cho vùng mưa mở rộng ra cả khu vực Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Cạn, với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai ở các khu vực này sẽ phổ biến từ 50 đến 90mm, có nơi còn trên 120mm. Do có mưa và tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ ngày mai ở Bắc Bộ vẫn duy trì ở mức thấp. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai dự báo chỉ từ 22 cho đến 24 độ tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ. Còn ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn, dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Do gió đông mở rộng ra phía Bắc cũng giúp cho mưa ở khu vực Bắc và cả Trung Trung Bộ đang giảm bớt. Trong đêm nay và ngày mai, cần lưu ý là khu vực từ Nghệ An cho tới Quảng Ngãi vẫn có mưa vừa, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 90mm. Còn về nhiệt độ, do mưa giảm nên nhiệt độ ngày mai ở khu vực Trung Bộ tăng dần từ Bắc vào Nam. Khu vực Bắc Trung Bộ trời mưa lạnh, nhiệt độ chỉ từ 25 đến 27 độ. Còn đối với các khu vực khác, mức nhiệt là từ 27 cho đến 32 độ. Lùi xuống phía Nam, khu vực miền Tây Nam Bộ về chiều tối sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Còn đối với những khu vực khác thì trưa chiều có nắng gián đoạn, với mức nhiệt cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên vẫn dao động trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Còn nhiệt độ cao nhất ở khu vực Nam Bộ thì từ 31 cho đến 33 độ. Trên biển, trên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, có mưa rào và dông, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp còn từ 4 đến 10 km. Trong khi đó, thì ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 30 tháng 10 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.